Bích Phượng xin kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018. Đến với chương trình VTV phần 1 là tin quan trọng và trong phần 2 là phóng sự Việt Nam quốc dân đảng. Để mở đầu chương trình, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Trung Quốc tập oanh kích các mục tiêu Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo báo cáo, trong 3 năm qua, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng các vùng hoạt động của oanh tạc cơ và huấn luyện để tấn công vào các mục tiêu rất có thể là của Mỹ hoặc các đồng minh Mỹ. Năm ngoái, lần đầu tiên các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc đã bay sát đảo Okinawa của Nhật, nơi đồng trú của phân nửa trong số 47.000 quân Mỹ tại Nhật Bản. Bắc Kinh có thể tiếp tục mở rộng tầm hoạt động xa khỏi chuỗi đảo đầu tiên, chứng tỏ khả năng tấn công các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Thái Bình Dương kể cả đảo Guam. Đảo Quam là lãnh thổ Mỹ nằm cách duyên hải Trung Quốc hàng ngàn cây số, có khoảng 7.000 lính Mỹ trú đóng. Còn chuỗi đảo đầu tiên quanh Trung Quốc mà Bắc Kinh coi là vùng hoạt động của mình, gồm Nhật Bản và các đảo bao quanh Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines. Bản báo cáo ghi nhận Trung Quốc không chiếm thêm lãnh thổ mới tại Biển Đông trong năm 2017, nhưng tiếp tục phát triển các cơ sở hạ tầng, mang mục đích quân sự trên các đảo tranh chấp, nhất là trên quần đảo Hoàng Sa cũng như nhiều đảo nhỏ và rạn san hô ở Trường Sa. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng soạn thảo nhiều kịch bản quân sự nhắm vào Đài Loan, từ phong tỏa đường hàng không, hàng hải cho đến một cuộc đổ bộ quy mô để chiếm đóng Đài Loan. Tuy nhiên, một sự can thiệp như vậy mang lại nguy cơ chính trị nghiêm trọng và không thể chấp nhận được vì làm tăng thêm tình cảm dân tộc ở Đài Loan và cộng đồng quốc tế sẽ phản đối. Ngũ Giác Đài ước lượng ngân sách của quân đội Trung Quốc trong năm 2017 khoảng 190 tỷ Mỹ kim. Con số này cao hơn số liệu của Bắc Kinh là 154,3 tỷ Mỹ kim, nhưng thua xa ngân sách 700 tỷ Mỹ kim được Quốc hội Mỹ cấp cho Bộ Quốc phòng. Quân đội Trung Quốc đang được hiện đại hóa một cách quy mô nhằm tiến hành các cuộc chiến tranh và giành thắng lợi theo từng ngữ của chủ tịch Tập Cận Bình đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ mất giá hơn 6% vì Mỹ đe dọa trừng phạt thêm. Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá hơn 6% so với đồng đô la hôm 17 tháng 8, sau khi Mỹ cảnh cáo Ankara hãy chờ thêm nhiều trừng phạt kinh tế nữa, trừ phi trao trả một sư truyền giáo người Mỹ Andrew Brunson đang bị Thổ Nhĩ Kỳ cầm tù, theo Reuters. Đồng tiền của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất gần 40% giá trị so với đồng đô la trong năm nay, do bị tác động từ cả sản nước ngoại giao lẫn báo động của các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ của Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ ảnh hưởng lên nền kinh tế. Ông Erdogan, người tự xưng là kẻ thù của lãi suất, muốn giảm lãi suất cho vay bất chấp tình trạng lạm phát cao. Cuộc khủng hoảng tiền tệ dẫn đến lo ngại về những ảnh hưởng sâu rộng hơn đối với nền kinh tế, cụ thể là việc Thổ Nhĩ Kỳ sự phụ thuộc vào năng lượng nhập cảng và liệu các bất nợ ngoại tề có gây rủi ro cho ngành ngân hàng hay không. Trong cuộc họp nội các ngày 16 tháng 8, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Stephen Mnuchin nói với Tổng thống Donald Trump rằng lệnh trừng phạt đã sẵn sàng nếu ông Brunson, người đang bị xét xử ở Thổ Nhĩ Kỳ về tội khủng bố, không được phóng thích. Ông Trump sau đó cho biết trong một dòng tweet rằng Hoa Kỳ sẽ không trả gì cho việc phóng thích ông Brunson nhưng chúng tôi đang cắt bớt đi đối với thổ nhĩ kỳ tổng thống hoa kỳ gọi ông brunson một con tin yêu nước tuyệt vời còn các quan chức thổ nhĩ kỳ nói trường hợp này là vấn đề của tòa án cơ quan quản lý ngân hàng thổ nhĩ kỳ đã thực hiện các bước nhằm ổn định tiền tệ hạn chế giao dịch tương lai và giao dịch hoán đổi ngoại hối nhưng một số nhà kinh tế nói rằng cần phải có thêm những biện pháp kiên quyết hơn thổ nhĩ kỳ và các công ty của nước này sắp đến kỳ trả gần 3,8 tỷ Mỹ Kim trái phiếu ngoại tệ trong tháng 10. Theo tính toán của công ty tài chính Society General Standard Poor's S&P, dự kiến sẽ công bố đánh giá xếp hạng tín dụng của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ Sáu. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa từ trưa ngày thứ Hai cho đến cuối tuần trong dịp nghỉ lễ Ed al Hada của Hồi giáo. Hoa Kỳ hứa bảo vệ Philippines nếu bị Trung Quốc chiếm đảo. Hoa Kỳ sẽ giúp đồng minh Philippines trong trường hợp Trung Quốc xâm lược các đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Đó là phát biểu của ông Randall Shriver, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với báo chí tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila hôm 16 tháng 8. Các phóng viên đã hỏi ông Shriver rằng liệu Hoa Kỳ có giúp Philippines theo như Hiệp ước Quốc phòng song phương trong trường hợp Trung Quốc xâm chiếm đảo thị tứ do Philippines kiểm soát ở Trường Sa hay không? Ông Shriver nói Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh tốt và không có bất cứ một sự hiểu lầm nào về tính rõ ràng trong tinh thần của cam kết này. Ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ giúp Philippines đáp trả một cách tương ứng. Vào năm 2012, Trung Quốc đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines ở Biển Đông. Hoa Kỳ lúc đó đã lên tiếng phản đối nhưng vẫn không thể ngăn cản được Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn này từ Philippines. Trung Quốc thời gian qua đã gia tăng xây lắp các đảo nhân tạo ở Biển Đông và triển khai vũ khí ra các thực thể này. Nhiều nhà quan sát Philippines bày tỏ lo ngại khi trong vài tuần gần đây Trung Quốc liên tục cảnh cáo các máy bay nước ngoài không được tiến gần các đảo này. Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục cho máy bay và tàu đi qua vùng nước tranh chấp bất chấp những thách thức gia tăng từ Trung Quốc. kể từ khi nhậm chức vào giữa năm 2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc và Nga trong khi giảm nhẹ mối quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ. Lãnh đạo Slovakia lời qua tiếng lại về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tổng thống và thủ tướng Slovakia đã lời qua tiếng lại với nhau trên truyền thông về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức dầu khí Việt Nam, người được nói bị bắt cóc đưa về Việt Nam từ nước Đức với sự trợ giúp của chính phủ Slovakia. Tin ghi nhận được vào ngày 17 tháng 8 cho thấy thủ tướng Soklavia, ông Peter Pellegrini trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Plus One Dan đã chỉ trích tổng thống Andre Kriska nói rằng chính phủ Prastivlavka là một chính phủ do mafia kiểm soát. Thủ tướng Peter Pellegrini phản đối phát ngôn như thế của tổng thống Andre và giải thích là bản thân chưa bao giờ có liên hệ nào với mafia đáp lại những phát biểu của thủ tướng Peter Pellegrini phát ngôn nhiên của tổng thống soklavia nói với nhật báo Denik and rằng ông thủ tướng đang lâm vào tình huống khó khăn vì ông này là một thành viên của đảng phái mà theo các điều tra viên người đức đã hỗ trợ vụ bắt cóc ông trịnh xuân thanh nhưng theo phát ngôn nhân của tổng thống soklavia thì thủ tướng Peter Pellegrini vẫn còn cơ hội tránh xa khỏi vụ việc và chứng minh rằng ông ấy không chỉ là một con rối cho kẻ khác giật dây. Tuần trước sau một cuộc họp với Thủ tướng Peter Pellegrini, Tổng thống Slovakia đã chỉ trích giới lãnh đạo của chính phủ Slovakia với dính líu tới vụ bắt cóc. Ông còn tuyên bố không tin tưởng Bộ trưởng Nội vụ Denisa Sakova, người cũng bị Đức cáo buộc trực tiếp trợ giúp phái đoàn Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào đầu tháng 8, nhật báo Dennis N của Socavia cho đăng tin về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo bài báo, một máy bay công vụ của Solavia đã được sử dụng để vận chuyển nhân vật bị bắt cóc và cảnh sát Socavia phải tham gia trợ giúp. Nội vụ Socavia lên tiếng bác bỏ tin trên tờ báo Dennis N cho rằng đó là tin bịa đặt. Trước đó, truyền thông Đức loan tin các nhà điều tra Đức không nghi ngờ gì về một việc máy bay của chính phủ Socavia đã sử dụng trong vụ bắt cóc.